Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục bài toán. Các bạn, hôm nay mình nói về số tròn nghiền ở giữa 9068 và 11982. Thấy chưa? Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số tròn nghìn trước. Ví dụ về số tròn nghìn nha các bạn. Ví dụ nha. 1000. Đây được gọi là số tròn nghìn. Đây được gọi là số tròn nghìn các bạn. Vậy số tròn nghìn là số phải có 1, 2, 3. Từ phải sang trái nè. 1, 2, 3. 3 số. 3 số 0. Hay nói cách khác gồm có hàng đơn vị nè. Đơn vị nè. Hàng chục nè và hàng trăm. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là những con số số 0 nha các bạn. Người ta gọi là số tròn nghìn. Nghe chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy giữa số 9068 đến 11982 gồm có những cái số tròn nghìn nào. Được chưa? Thì các bạn biết rằng số tròn nghìn là số phải có hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm là số 0. 0, 0, 0, 1, 2, 3. Được chưa? Rồi, lớn hơn số này mà bây giờ 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vậy số này số 9 rồi. Vậy lớn hơn nó phải là số 10, vậy là 0, 1. Ok chưa? Tiếp tục là 0, 0, 0, 1, 1. Thấy chưa? Đó. Rồi tiếp. Tiếp một cái nữa để coi thỏa mãn không nha các bạn. 1, 2, 0, 0, 0. Thấy chưa? 0, 0, 0, 0, 12. Rồi số này lớn hơn 1, 1, 9, 8, 2. Các bạn bỏ đi. Thấy chưa? Vậy mình chỉ lấy được là 1, 0, 0, 0, 0 và 1, 1, 0, 0, 0. Ok chưa? Đó. Vậy số tròn nghìn giữa hai cái số này gồm có hai số này. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.